Xin chào cả nhà, khách đang chọn mẫu tóc. Thì cả nhà ơi, hôm nay Tina xin chia sẻ cùng cả nhà một mẫu tóc cao trắng chân nha cả nhà, dành cho mùa hè cũng mát mẻ lắm. Thì cái mẫu tóc này thì em khách em trai này em khách đã chọn ha. Thì hôm nay thì bây giờ thì em sẽ chia sẻ cùng cả nhà và những bạn của Tina một cái mẫu tóc rất nhanh gọn lẹ nha cả nhà. Đó, thì mình dùng máy, mình dùng tông đơ thì mình đẩy cái chân trắng ở dưới cái nền chân ở dưới ha. Còn ở trên thì khách muốn là răm răm tốt một tí xíu thì mình có thể mình kê cây lược vô để mình hớt ở trên để cho nó đừng có trắng quá nha cả nhà ha. Vì cái đầu của khách á thì nó không có bằng luôn, nó những cái chỗ lồi lõm á, nên mình phải đút cây lược vô để trong mình hớt những cái chỗ lõm đó nó mới đều, chứ nếu mà mình không hớt những chỗ lõm đó thì cái chỗ lõm đó nó sẽ trở thành một cái đốm màu đen ở chỗ đó nha cả nhà. À, những bạn cùng nghề với Tina ơi, và những bạn mà mới học nghề đó thì hãy để ý cách Tina đẩy cây lược ha. Thì mình đẩy theo cách Tina đó thì rất là nhanh, và mình hớt cái đầu tóc của mình đẩy bên hông như vậy thì mình đẩy một tí xíu là xong ngay cả nhà. Đó, thì bây giờ là mình đã xong cái những cái bên hông rồi đó, thì bây giờ là bắt đầu mình mới tỉa ở trên. Ở trên thì khách cũng không có cần cắt ngắn, nên mình chỉ tỉa cái ngọn của khách thôi, rồi mình sẽ kiểm tra lại. Và cái phần mà mình hớt kéo ở trên á, thì toàn bộ khách tóc của khách á, mình kéo chính giữa đỉnh đầu là mình hớt cho nó ngắn nha. Thì mình xõa xuống thì nó sẽ giữ được cái độ. Và hẹn gặp lại. Bye bye.